này đi dâng granat hả con? Trời đất ơi khiếp thiệt chứ. Vô 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 vô, rớt hai bánh xe liền trời. Ok, hello xin chào mọi người, mình là KiA. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Car Crushers 2. Thì game này hôm trước nó là phí của nó có, nói chung là bỏ ra 25 Robux để chơi á, nhưng mà còn hình như là bây giờ là nó cho free luôn. Thì những người nào mà mua 25 Robux nó sẽ tặng cho một cái súng băng như thế này đây đó, tha hồ phá hủy xe mà không cần phải đứng một chỗ. Ok, thì bây giờ mình đã được 29 triệu rưỡi rồi. Mình sẽ lấy một cái xe này, đây cái xe này thì pass value có 1 triệu mấy, 1 triệu. Cái pass của nó cũng khá ngon cái, nhưng mà cấp độ của nó hơi chậm tí, nhưng mà thôi kệ, quan âm về cái cấp độ đúng không? Ok, mình sẽ sử dụng một cái con xe hơi khổng lồ này tí và nhân 1,5 value lên, cộng thêm cái màu xanh vô nữa là được. Sau khi mà mình phá hủy con này xong là mình được 1,8 triệu lần. Yes. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thử nha, tại vì chủ yếu là mình vô đây là mình thử cái con xe này nó như thế nào thôi. Tại con xe này cái gầm của nó cũng khá là cao nè. Chút nữa là mình sẽ đi qua bên cái map PVP á. Cái map PVP nó nằm ở đâu cả? Ở đâu ngay trong này nào, đâu cả. À đây đây nè, đó. Dust by area nè, đó, mình sẽ đi vô trong đó và mình sẽ đi, nó sẽ dẫn mình qua một cái khu cái khu đối trận. Cái khu mà mấy cái xe trồng nhau ấy để giành chiến thắng hay gì đó. Ok, nhưng mà sao xe này lái gì đâu mà nó lắc dữ trời. Đùa. Black hole nè. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô black hole thôi. Trời ơi, xe gì mà nó lắc quá, chịu sao thấu trời. Ủa, tôi lít chưa? Ủa, chưa lít hả? Ok, lít rồi, yeah, hay quá, mình khỏi cần phải lên kia mất thời gian lắm, bây giờ mình đứng đây thôi. Ok, trời, lên kìa. Wow, lên kìa, sướng vai trơn luôn. Chỉ có black hole này, hình như black hole hay là nuke là nó mới phá hủy hoàn toàn cái xe của mình. Có nghĩa là mình sẽ được nhận trọn cái số tiền luôn. Không phải là như mấy cái kia là nó phá không có hoàn chỉnh đâu. Nhưng mà nếu như mà bạn nào hôm trước mà có chơi, nó có nạp 25 Robux để mà vô chơi á, thì nó sẽ cho mình cái súng băng. Thì khi nào mà mình vô cái nào mà phá không hết, ok, cầm cái súng băng ra xử nó thôi. Cứ cầm cái súng băng ra xử nó là được. Đây cái nuke, bây giờ là mình sẽ đi qua cái nuke, xác định là chết luôn á. À quên, nuke này thì nó không có cái nuke thì nó không có cái gì ta, nó không có cái nút cho mình đứng đó mình bấm luôn, mà mình phải vô trong này. Ok, bật cái conveyor lên nè. À quên, phải đợi nó đẩy. Ủa, phải đợi nó hoạt động mới chịu nha, khổ vậy chứ. Phát cái coi, ok, xe, hả? Vãi chưởng, có chữ nô ở trỏng nữa, đâu phòng thanh niên nào vậy? Rồi, xong. Rồi, anh ăn nguyên cái nuke anh cắt luôn. Đồ phòng. Vãi. Không bị gì hết. Thì không bị. Đây cần tôi cạn lời luôn. Ê, thôi bây giờ mình sẽ đi qua bên cái đấu trường sinh tử của cái xe thôi. Mình sẽ không đứng ở đây nữa. À, đường đi lên nằm ở đâu nha? Chỉ có điều mình ok đây, đường đi lên đây, khổ. Tự nhiên tôi đã chạy ra rồi mà còn đứng ở trỏng chi cho chết không biết nữa, thiệt tình. Ok, và bây giờ là mình sẽ đi vô đây. Death by Arenas. Arenas hả? Phải, đạn Arenas. Cái level thôi. Đó, thì nó đẩy mình qua một cái server hoàn toàn mới luôn. Và server này dành riêng cho mục đích là hai xe nó lộn, những cái xe nó đấu lẫn nhau thôi. Thì xe nào càng mắc tiền là càng lợi thế. Không phải là mắc tiền, mà mình theo như mình thấy là xe nào càng bự á, bự cấp độ nhanh mà cái độ defense của nó cao nữa thì cái đó nó có lợi hơn nè. Nó có nè, Death by Tire hả? Tire là cái gì con? Nó có tốc độ nè, rồi nó có defense nè, với lại nó có cái attack rating nữa nè. Đó, mấy cái này nè phải dựa theo những cái thông số đó thì mới được, thì mình mới có thể có được một cái xe ngon. Ví dụ như bây giờ mình không có cái nào mà ngon cả thì mình sẽ lấy con này thôi. Attack rating chỉ có 3 thôi hả? Vãi 30 à. Bèo thế. Wow, xe buýt. Xe buýt. Xe này mà có 66 triệu lận sao thấu trời. Thấu cận trời xanh luôn ấy. À, bây giờ mình không biết mình nên mua cái nào đây. 50 nè. Nhưng mà con này thì defense nó lại cực kỳ cao. Ủa sao hồi nãy mới thấy 30 mà giờ nó tuột xuống. Vãi đạn, nó tuột xuống còn có 23 à. Are you kidding me? Trời đất ơi, thiệt tình. Thật kệ nó, vô thử luôn đi chứ biết sao giờ. Đấy, bây giờ là mình sẽ thử cái con bự bự này nha, cái con khổng lồ này nha. Mà hồi nãy lái nó cũng hơi si ba chao sầm xí đú lắm, thề luôn. Lái xe si ba chao sầm xí đú thì. Ok, vô thôi, let's go. Quay cái gì vậy? Ôi, ông nội ơi, con lộn đụng độ rồi. Trời ơi, đụng độ cái xe tăng luôn rồi. Đấy, ôi, tông bể xe tăng luôn. Wow, hay thật. Ok. Ê bậy rồi gái, bậy rồi. Mày hả bưởi. Trời đất ơi, nó bắn nguyên cái xe ra khỏi nhà, nó bắn nguyên cái xe ra trước. Lộn, nó bắn nguyên cục đá ra luôn mới ghê chứ. Ô kinh thật. Ôi, trời ơi, sao căng gì mà khiếp vậy? Đậu phòng nó kéo phát nát nửa cái xe này luôn rồi. Khiếp hả con. Đậu không tin không cản được mày. Trời ơi, xe đua F1 mà nó xung dễ sợ luôn á chứ, thiệt mình. Ý, có đồ chơi. Ok, một cái này thì mình có thể mình chạy từ xa lên và mình cong banh sát nó cũng không cong banh sát được nhưng mà cũng đỡ thôi. Ok, let's go. Tum. Đã đậu phỏng chết luôn cái xe. Đúng là lấy trứng chọi đá đi mà. Xe căng thì làm sao mà mình đùa được đúng không? Xe căng mình đùa không được mà nó cán mình một phát là mình nát bấy cái xe, không còn gì để mà không còn gì để mà xài luôn. Cái gì thế? Defense xe này cao lắm mà sao mà kỳ cục vậy? À! Holy shit. Rồi thêm 3 xe luôn. Anh đù. Trời, nó cháy đều luôn, ghê chứ tuyệt tình. Trời ơi, đầu quá, đúng là cái xe này tôi cán không nổi luôn mà. Bây giờ mình cần phải có một cái xe nào đó khủng khiếp mới được, nghĩ sao mình đụng độ với cái xe tăng thì làm sao mà chơi. Đùa thiệt chứ. Vô đây, trời ơi, mày đùa với tao à. Cái xe này chết tới luôn nè. Rồi xe nó cháy luôn rồi, đậu. Cái thằng xe tăng này nó ăn, nó có bao nhiêu nó ăn hết bấy nhiêu luôn á. Thật sự là mình không thể nào mà mình knock out được thằng nào nếu như mà có xe tăng. Mày hả con. Ok, đây có một thanh niên này đây. Đó. Ui giời đất ơi, nát xe luôn. Vãi, đang nát xe luôn rồi, làm sao đây? Hả? Còn lái được luôn. Trời ơi, cái xe kiểu gì thế này? Cho đù, nát bấy cái xe còn gì nữa đâu mà chạy. Cái thứ gì á. Không thể nào mà chừa được cho mình một con đường nữa. Xe tăng nãy giờ chưa đứa nào dí đường xe tăng này luôn nè. Mày hả bưởi. Thôi để tập trung hỗ trợ hạ gục cái xe tăng này đi rồi tính tiếp. Mày hả bưởi. Ê bậy rồi gái. Trời đất ơi, cái thằng này tự nhiên nó thọt hán mình chi vậy. Trời đất ơi, trời thiệt tình chứ. Nó thọt hán mình chi vậy không biết nữa. Ok, phía trước có một cái có một cái cắm khiên để mình xài cái cắm khiên trước. Rồi bấm phím Q lên để sử dụng nó luôn. Trời đất ơi, xe này cháy rồi, còn gì nữa đâu mà ăn. Ê, ra đây cu, ra đây. Đậu phỏng không cản nó được luôn hả? Buồn thế. Trời ơi, cái xe của bây giờ không còn gì để mà cản nữa nè. Lật luôn rồi. Nà ní. Xe này còn gì nữa đâu mà cản. Ra đây gái, ra đây. Ra đây. Chưa bể luôn. Đó, what the hell gì mà xe gì mà cứng dữ vậy trời. Mày bưởi. Vô. À, thôi để mình dealership lại xe khác đi chứ giờ xe này hết chịu nổi rồi. Xe này là đau đầu rồi. Cái xe gì đâu muốn chơi cũng được, nó khó thiệt chứ. Defense đây. Mình nghĩ là chơi cái con giống BMW vậy. Nó cũng khá giống chứ. Mà thôi kệ đi. Đấy, mình sẽ custom mày nó, mình sẽ chọn cái này để cho tiền mình nó nhiều lên một chút nữa. Bây giờ mình nếu như mà mình lên được tiền thì bộ khoan đâu rồi. Robux lại chứ đúng không? Mình có mấy cái token mà nó nằm đâu mình cũng chả biết nữa. Đây, con này thì defense nó cao hơn. Nhưng mà tốc độ của nó cũng cao hơn luôn. Tiền nó cao hơn luôn, nhưng mà dam của nó chỉ có ít hơn một chút xíu thôi. Nên là mình nghĩ khi mà mình lên 39 triệu thì mình sẽ sử dụng con này. Còn bây giờ vô đi ra rồi tính tiếp. Wow, trời ơi sao xe trong kia nhìn nó sang lắm mà ra đây nhìn nó tàn dữ vậy trời. May ha bưởi. May ha bưởi. Ok. Thằng nhỏ sắp ngủm rồi, yes. À dạ, đậu phộng. Cái gì vậy? Kẹt luôn ơi. Thú hồn. Ok. Ôi ơi ơi. Ôi giời đất ơi. Ôi giời đất ơi. Bể xe hết. Từ từ chuyện đâu con có đó. Ủa cái gì vậy? Trời đậu phộng nhanh vậy. Hết thời gian rồi. Mình không biết thời gian của nó luôn mà lấy gì mà canh thì tình chứ. Bởi vậy mấy người này mà win là biết xác định mấy người này giết cực là cái xe cũng khủng lắm mới giết được chứ. Nếu sao cả chơi cái xe hơi mà làm sao mà mình chịu cho nổi. Ôi 10 knock out luôn. Ồ nó giành MVP hết. Ôi toàn là tên của nó không à. Ba đáng thật. Thiệt tình luôn. Ok, Zinganas tập trung vô nhào vô giết một thằng thôi. Nếu như mà cái thằng Sagan mà nó thuộc team mình là cái thằng Zinganas xác định luôn. Xác định luôn. Mà quan trọng thằng nào làm Zinganas cái đã. Đừng để tôi làm Zinganas nha, tôi làm xong xác định tôi bỏ củ tôi chạy lấy người trước. Nó giết không tha luôn mà. Ok bây giờ nó mới chọn nè. Thôi đất ơi. Panda. Ồ, cũng hạng nhì server đấy chứ ít gì. Khiếp thế. Ok, vô luôn. Trời, đậu phộng, xe tăng. Xe tăng, à cái thằng Zinganas được sử dụng xe tăng. What? Rồi mấy thằng kia sử dụng xe gì? Ý, xe tăng mà nó còn có cái đó nữa hả? À xe tăng mini mà, trời lo gì. May ha bưởi. Rồi ơi thanh niên kia nát người luôn rồi, không còn gì để mà xài nữa. May ha bưởi. Thôi rồi để mình nghĩ là mình nên lấy đà đi. Mình nghĩ là mình nên lấy đà sau đó mình mới cán nó được. Ồ ơi nó cán nát sang kia. Ôi trời đất ơi không cán được. Cái xe gì mà cứng. Đừng có chơi đối diện nó. Trời đất ơi hết chuyện rồi. Đi chơi đối diện. Ê lộn chơi đâm đầu vô xe nó làm cái gì cho chết không biết nữa. Khổ thật. Thằng Zinganas này nó rất là khủng khiếp. Trời ơi xe của nó cũng thuộc dạng cho bò đấy chứ ít gì. Chết cha là đi không được nữa. Ok. Có thuận có đủ chỗ cho mình cán. Mày hả bưởi. Yes. Đúng không? Nãy giờ là cứ nhẹ vô. Mày hả bưởi. Nãy giờ là cứ nhẹ vô cái bánh xe của nó mà cán thôi. Không nên đứng trước mặt nó. Không nên cán trước mặt nó rớt bánh xích luôn rồi. Mày hả bưởi. Này thì rớt bánh xích. Que đâu ơi xuất hiện cái coi. Mày hả bưởi. Này thì Zinganas hả con. Ôi đất ơi khiếp thiệt chứ. Vô rớt hai bánh xe liền. Trời ơi công là nó phải rớt hai bánh xe thôi chứ. Mấy buổi rớt một bánh xe nữa. Ok yes. Trời nó chưa rớt. Ok bánh xe lung rồi. Bánh xe lung lay hả con. Này thì bánh xe lung lay. 39 triệu lận mới được một chiếc xe mới. Trời không được luôn mà không thể nào mà cán được luôn á. Ôi rồi mày hả bưởi. Cái xe của nó. Ok trời nãy giờ chỉ có mình xe của được có thể cán được nó thôi. Thiệt tình. mấy cái xe ông ấy, cái xe của ông F1 này ông làm gì trong này không biết nữa mày. Trời, Juggernaut win. Đâu không, Juggernaut quá cho bò luôn, làm sao mà chịu cho nổi trời. Thiệt luôn á, không thể nào mà chơi là thằng Juggernaut luôn á. Thiệt tình mà gặp ngay cái thằng kia nó không chơi xe hơi, nó không chơi xe tăng nữa. Khổ. Trời ơi, mod đam nè. Không, ít ra cũng được trong cái bảng khủng khiếp. Cũng được. Ôi ơi, hạng đầu sơ, hạng đầu ở bên kia luôn, free for all luôn. Ok, bây giờ là free for all và cái map của nó là map sân bay. Bây giờ mình cứ dealership ra thôi, mình được bao nhiêu tiền rồi? 38 thì vẫn như vậy thôi, không có khác gì hết. Mình sẽ bò ra cái xe này. Ở cơ bản xe này nó cũng khủng thật đó chứ. Ok, và bây giờ hành trình đi. Ôi 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 trời đất ơi, cái gì vậy anh ấy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cản đừng. Ôi, ui, bây giờ cái ông xe tăng không mới xuất hiện kìa. Cái thứ gì á, thiệt tình luôn. Ây da, hay quá đi, hay quá mà. Đi sao phát rớt xuống dưới kia luôn, thiệt. Thiệt tình luôn. Có một cái bye bye rồi xong đậu bóng hết chuyện đi, rớt xuống cái xe. Thiệt tình, hết chuyện rớt xuống ngay biển là coi như không thể nào mà lên được nữa, chỉ có respawn thôi. Mất luôn cái bao rớt luôn. Ồ, đậu phộng thì chứ. Ê, không vui chút nào. Trời, cái thằng xe tăng này nó cán kinh quá mà. Ồ, mình đẩy nó không được luôn mà. Vô, lên, vô. À, no. Ui ui, có thằng bắn đá. À, không phải bắn đá rồi. Chết rồi, đậu phộng để xe luôn. Khiếp thiệt chứ. Trời đất ơi. Sao quá đáng với tôi vậy. Đẩy chi nhỏ rớt xuống cái này chết ngắt luôn. Thiệt tình. Buồn thiệt chứ. Trong này giống như trận đấu này giống như là quất mình thành con ghẻ luôn rồi. Ê, rồi xong lọt chứ xuống dưới cho chết không biết nữa. Vô đây một thẹo. Ok. Ôi đất ơi, bể có đứa knock out rồi, không phải mình knock out mà là đứa khác knock out. Mày à bưởi, đứng yên. Trời, hai xe như nhau không khác gì. Bye. May ha bữa rồi xe luôn, lật xe luôn rồi. Phím F không được, flip. Đậu phộng mới vừa flip xong nó hất mình ngược lại đấy chứ cái thứ gì á. Không thể nào tưởng tượng được cái thứ này. Cái gì vậy ba, cô đang cán kia. Hú hồn chi miếng. Cái ba này cũng si ba chao sẵn si đú lắm nè. Nghĩ sao vậy? Trời, bể xe luôn. Thiệt tình. Thôi bây giờ là soạn qua cái xe 39 triệu liền đi, chứ để cái xe kia chi cho mất công nữa. Ủa sao vô không được? À, customize rồi nè. Ôi xe này đẹp hơn nè, đúng không? Mình thấy xe này đẹp hơn. Đấy, trời ơi, limousine. Ồ, lái chiếc limo luôn. Này thì limo mà đừng đùa, limo này cũng về độ nặng thì cũng cho bò lắm chứ, chỉ có điều là nó không chạy nhanh thôi. Ê, hết hồn, tưởng đâu bể xe chứ. Bùm, yes, knock out được một đứa. Ok, à, còn thanh niên này nữa hả? Đâu không? Cái thanh niên đó, ở đâu rồi? Ủa, sao đi về hết trơn rồi, thiệt tình chứ. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Ê, cuối cùng cũng được knock out một đứa rồi. Mày hả bưởi. Trời ơi là trời. Cán nát bẫy. Ôi, thanh niên kia hên thế. Chơi được cái power up luôn. Thiệt tình. Oh man. Rồi thì ok. Nói chung là trong trận này trận đấu xe quá khủng khiếp. Xe mình toàn đấu với những xe siêu hạng không, chịu sao thấu chứ. Rồi thì ok, thì mình sẽ dừng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.